Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn một cái trình tự để các bạn tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm cho các cái đơn vị sản xuất sản phẩm có một công đoạn, tức là tập hợp tất cả chi phí đưa vào thì ra các sản phẩm luôn. Và cái lần sau thì chúng tôi sẽ đưa ra cho các bạn cái video hướng dẫn để áp dụng cho các doanh nghiệp mà sản xuất cả các cái loại sản phẩm theo nhiều công đoạn khác nhau. Tức là đối với một cái công ty mà họ sản xuất trên các cái dây chuyền thiết bị thì nó có nhiều công đoạn để sản xuất ra sản phẩm. Ví dụ như là các công ty sản xuất bao bì, hoặc là các cái công ty sản xuất gạch ngói, rồi là các cái đơn vị mà có các cái sản phẩm dở dang là các cái bán thành phẩm. Bây giờ chúng tôi hướng dẫn cho các bạn cách thức để các bạn tập hợp chi phí và phân bổ chi phí cho các cái đơn vị sản xuất sản phẩm một công đoạn, tức là sản xuất sản phẩm đơn giản. Và ở đây thì chúng tôi cũng nói luôn là trong cái phần chi phí thì các bạn lưu ý là đối với chi phí của các cái sản phẩm này thì nó có một cái đặc trưng là các bạn đưa vào thì có hai loại chi phí. Thứ nhất là chi phí trực tiếp và thứ hai là chi phí gián tiếp, tức là các cái chi phí phải phân bổ thì gọi là chúng tôi gọi là gián tiếp. Như vậy các bạn lưu ý là thường đối với các cái đơn vị này thì cái chi phí nguyên vật liệu chính là cái chi phí mà có thể nói là chi phí trực tiếp. Ở đây chúng tôi ví dụ cho các bạn một cái đơn vị sản xuất các cái sản phẩm như sau. Chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ mở một mạng khách hàng để gọi là để có cái tên ở trong cái danh mục khách hàng nhà cung cấp để chúng ta tiện trong cái việc là cập nhật các cái số liệu. Đây là công ty ABC, là một đối tượng ví dụ thôi. Ở đây chúng ta cập nhật vào là cái thành phẩm. Thì chúng ta lưu ý ở đây là các cái thành phẩm chúng ta sản xuất ra là các cái thành phẩm mà nó chỉ mang một cái tính chất là một công đoạn thôi. Thế là ví dụ như ở đây chúng tôi nói đến ví dụ như là sản xuất ở đây là bê tông tươi. Đây là một cái sản phẩm mà các cái đơn vị sản xuất cái bê tông tươi này thường đưa vào là bao gồm cái đá loại 1-2 và cái xi măng cùng với cát để có thể cho ra cái sản phẩm. Thế là chúng ta ở đây tính là nó là mét khối. Tài khoản kho là 155. Các bạn lưu ý là nó chỉ có một công đoạn nên là chúng ta chỉ có một cái sản phẩm như thế này, và cái tài khoản trả vốn chúng ta khai báo sẵn. Ở đây chúng ta có thể là khai báo là M250, đó là cái mã 250. Thế thì đối với cái trường hợp mà các đơn vị tính cái giá thành và xuất các cái nguyên vật liệu theo từng cái định mức có sẵn cho từng cái mác bê tông ấy, thì các bạn nếu các bạn không xuất theo thực tế thì các bạn có thể sử dụng cái định mức ở đây để các bạn khai báo các cái nguyên vật liệu áp dụng vào để xuất ra sản xuất ra một đơn vị tính của một cái sản phẩm bê tông tươi theo mác như này. Chúng ta có thể thấy là ở đây chúng ta mở thêm một cái nữa là TP002. Đây là bê tông mác M350. Đơn vị tính là mét khối. Vậy các bạn ở đây khai báo cho nó đầy đủ các cái thông tin để sau này chương trình sẽ tự động tính cho các bạn. Chúng tôi ví dụ ở đây là hai cái sản phẩm mác bê tông tươi. Thế thì ở đây chúng ta sẽ phải khai báo thêm một số các cái nguyên vật liệu. Thì các bạn lưu ý là chúng ta vào khai báo vật tư hàng hóa. Ở đây chúng ta sẽ thêm mới. Thế ở đây đầu tiên là chúng ta nói đến là xi măng. Xi măng chẳng hạn như Hoàng Mai, đơn vị tính là tấn. Thế ở đây chúng ta cũng phải khai báo nó là 152. Phương pháp tính giá vốn là bình quân giá quyền, ở đây chúng ta chọn có. Đồng thời chúng ta thêm mới ở đây là ví dụ như cát
để phục vụ cái việc đưa vào trộn. Ở đây chúng ta chọn nguyên vật liệu, phương pháp tính giá vốn. À, chúng ta vào kích đúc vào cái vật tư đầu tiên chúng ta có sửa một tí ở đây là nguyên vật liệu. Các bạn lưu ý là chúng ta còn phải thêm một số cái, là cái ví dụ như ở đây là có đá 1 2. Bạn lưu ý là ở đây là toàn bộ cái nguyên vật liệu chính để các bạn toàn bộ cái nguyên vật liệu chính để các bạn dùng để sản xuất ra cái bê tông tươi khi đưa vào cái cả cái máy trộn. Đơn vị tính là ở đây là mét khối. Chúng ta chọn ở đây là nguyên vật liệu. Chúng ta chọn phương pháp tính giá bình quân gia quyền. Các bạn có thể thấy là về cơ bản thì chúng tôi khai báo các cái loại nguyên vật liệu này để làm ví dụ cho cái việc chúng ta sẽ phải tính cái giá thành của cái sản phẩm bê tông tươi. Thế thì ở đây có hai loại thành phẩm. Thế các bạn cái việc đầu tiên của các bạn làm ấy là đầu tiên là các bạn phải lập các cái chứng từ liên quan đến cái chi phí của cái sản vào cái sản phẩm sản xuất này. Ở đây ví dụ như chúng ta nói đến là các cái chi phí như là các cái khoản thanh toán chi phí tiền dầu máy, nó phục vụ cho cái việc là cái máy trộn, rồi là các cái khoản chi phí nó gọi là thuộc cái khoản chi phí chung mà chúng ta không thể biết được cụ thể là của sản phẩm nào. Bắt buộc những cái chi phí này là chúng ta phải phải phân bổ. Ví dụ như ở đây bây giờ tôi thêm một cái mới nữa, cái vật tư mới nữa là các bạn vào đây các bạn chọn là đây là dầu diesel. Ở đây chúng ta chọn lít loại hàng hóa nguyên vật liệu đấy, các bạn thấy chúng ta sẽ khai báo cái này. Thế thì đầu tiên chúng ta sẽ lập một cái chứng từ phiếu chi áp dụng cho các cái doanh nghiệp sử dụng cái thông tư 133 để hạch toán kế toán. Thế ở đây chúng ta ví dụ này số liệu nằm trong tháng 6, các bạn lưu ý là đây ví dụ như thanh toán tiền điện sản xuất, nó phục vụ sản xuất nhưng mà nó không cụ thể cho một cái đối tượng nào cả. Các bạn ở đây các bạn hạch toán vào 154, ví dụ ở đây là 1,5 triệu trong một cái tháng như thế. Nhưng ở đây khoản mục chi phí thì các bạn lưu ý là khi chúng ta tạo mới như này, các bạn chọn là khoản mục chi phí. Nếu như các bạn không chọn cái khoản mục chi phí ở đây, chương trình khi các bạn hạch toán vào 154, chương trình không cho các bạn lưu số liệu. Vậy như vậy là chúng ta bắt buộc phải vào khoản mục chi phí. Nhưng ở đây có cái đối tượng tổng hợp chi phí ấy, thì các bạn lưu ý là nó có hai cái đối tượng là cái bê tông tươi bán 250 và 350. Cái sản phẩm này nó không cụ thể cho các bạn là cái thuộc với cái đối tượng chi phí nào, nên chúng ta đưa vào cái sản xuất chung để chúng ta phân bổ. Ở đây là 1,5 triệu, các bạn lưu ý nhá, chi phí nó là 1,5 triệu. Các bạn chọn OK. Đấy, ở đây chúng ta sẽ tùy chọn. Để chúng tôi sẽ không hướng dẫn cái phần nhập, về cái phần nhập đó nó làm mất cái thời gian ở trong này. Chúng ta lưu ý một tí nữa là bây giờ chúng ta sẽ phải xuất kho. Xuất kho thì cái xuất kho cái nguyên vật liệu ở đây chúng ta có xuất hai loại. Thứ nhất là chúng ta xuất kho, đầu tiên là chúng ta xuất kho là cái xi măng Hoàng Mai. Cái này các bạn hiểu rõ là các bạn xuất để làm gì. Tài khoản nợ là 154. Các bạn xuất đây ví dụ xuất là 200 tấn. Đơn giá các bạn có thể gõ vào luôn, trong trường hợp mà chúng ta làm nhập kho thì chỗ này chúng ta tính giá bình quân. Nhưng mà ở đây chúng tôi lấy ví dụ các bạn gõ vào luôn là ví dụ như 110.000 một tấn. Ở đây là đối tượng khoản mục chi phí. Ở đây các bạn lưu ý là các bạn chọn nguyên vật liệu trực tiếp. Đối tượng tổng hợp chi phí là chúng ta xuất vào để sản xuất bê tông tươi mác 250.
Ở đây chúng ta chọn tiếp dòng thứ hai là dòng cát. Ở đây chúng ta lưu ý một cái là thường cái mác bê tông ấy nó phụ thuộc vào cái tỷ lệ pha trộn giữa các cái loại vật liệu với nhau. Ở đây ví dụ chúng ta lấy tỷ lệ là tỷ lệ để ra mác bê tông tươi. Ở đây chúng tôi ví dụ như thế. Ví dụ ở đây là 60.000. Đối tượng tập hợp chi phí là vẫn là đối tượng thứ nhất. Các bạn chọn tiếp là vật tư tiếp theo là đá 12. Ở đây chúng ta chọn tài khoản 154. Ở đây chúng ta chọn 300 mét khối với đá 12, ví dụ 180.000 một khối. Các bạn có thể thấy là đối tượng tập hợp chi phí vẫn nguyên. Bây giờ chúng ta xuất tiếp các cái loại này cho cái vật tư thứ hai, cho cái sản phẩm thứ hai. Ở đây vẫn là 154. Các bạn xuất ở đây là 300 khối với đơn giá là 101.000. Ở đây các bạn đối tượng tập hợp chi phí của bạn đây, cái thành phẩm của nó là thành phẩm thứ hai. Các bạn lưu ý là đối với cái nguyên vật liệu trực tiếp ấy thì chúng ta sẽ phải cố gắng làm sao mà chúng ta cụ thể từng cái sản phẩm, vì nó là một cái chỉ tiêu rất quan trọng ở sau này chỉ tiêu rất quan trọng để các bạn căn cứ vào cái chỉ tiêu này các bạn phân bổ vào các cái chi phí còn lại. Đá 12 ở đây 154, các bạn đưa vào ví dụ như ở đây là 450 với đơn giá là 180.000. Các bạn nhìn thấy không? Thế bây giờ ở đây có một cái nữa mà chúng tôi muốn nói đến các bạn là cái dầu diesel xuất ra cho cái máy nó hoạt động. Thế nhưng mà cái này là các bạn lại không biết là rõ ràng là các bạn xuất ra 300 lít với mỗi 1 lít là 13.400. Cái này các bạn không biết cụ thể của một cái sản phẩm nào cả. Bắt buộc các bạn phải để lại để các bạn phân bổ. Nó vẫn là chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. Nhưng mà nó là ở đây chúng tôi là lấy ví dụ. Thế nên là có thể có những cái chi phí khác mà các bạn thấy là các bạn không không cụ thể từng cái sản phẩm, nhưng mà ở đây nó chúng tôi tạm thời đưa vào cái chi phí nguyên vật liệu trực tiếp để các bạn thấy là không phải chỉ có cái chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là cứ phải bắt buộc là cụ thể từng đối tượng, mà cái chi phí nguyên vật liệu trực tiếp có thể không cụ thể được từng đối tượng thì chúng ta vẫn có thể phân bổ. Ở đây chúng ta chọn lưu, sau khi chúng ta là chứng từ xong rồi chúng ta chọn lưu. Thế các bạn lưu chứng từ. Thế thì ở đây chúng ta đã làm xong một cái phương xuất. Về cơ bản thì các bạn sẽ nhìn thấy ngay cái giá thành của cái đối tượng tập hợp chi phí này với cái chi phí nguyên vật liệu trực tiếp mà chúng ta đã xuất. Chúng ta vào báo cáo phần giá thành sản xuất, chúng ta chọn bảng phân tích giá thành sản xuất theo đối tượng tập hợp chi phí. Chúng ta sẽ nhìn thấy được là cái phần chi phí nguyên vật liệu đã cụ thể cho hai cái loại thành phẩm này. Thế bây giờ ở đây ấy, thì các bạn nhìn thấy là chưa có cái phần nhập kho bên sau này, số lượng nhập kho và giá thành đơn vị. Vậy các bạn lưu ý là chúng ta sẽ phải làm một cái thao tác nữa là chúng ta sử dụng cái chứng từ phiếu kế toán hay là gọi là chứng từ chung, chúng ta hạch toán một cái phần lương chẳng hạn. Ở đây các bạn lưu ý là cái lương này chúng ta có thể áp dụng vào cái phần lương để nó hạch toán tự động cho các bạn. Ở đây chúng tôi lấy ví dụ chúng ta sử dụng chứng từ chung thì chúng ta hạch toán lương nhân công. Cái phần lương nhân công này các bạn cũng có thể là trả theo tháng mà các bạn không biết nó là cụ thể của một sản phẩm nào. Vậy chúng ta vẫn có thể là phân bổ. Ở đây ví dụ lương nhân công của chúng ta là 25 triệu. Ở đây các bạn chọn là khoản mục chi phí là nhân công trực tiếp. Thế đối tượng tập hợp chi phí thì các bạn không biết, rõ ràng là các bạn không biết, các bạn bắt buộc các bạn phải để lại để các bạn phân bổ cái 154 của cái chi phí nhân công trực tiếp. Ở đây chúng ta như vậy là chúng ta đã có gì một cái phiếu chi cho chi phí 627 chi phí chung này, 1,5 triệu này, một cái phiếu xuất kho các cái nguyên vật liệu là đưa vào chi phí nguyên vật liệu, vừa có theo đối tượng tập hợp chi phí sản phẩm vừa không có đối tượng tập hợp chi phí sản phẩm. Thế tiếp theo là chúng ta có một cái là hà phiếu hạch toán lương này, nó là chi phí nhân công trực tiếp. Chúng ta đã đầy đủ ba cái loại chi phí. Ở đây chúng ta chọn bây giờ chúng ta sẽ làm phiếu nhập kho sản phẩm. Chúng ta sẽ nhập kho hai cái loại sản phẩm chúng ta sản xuất được.
Ở đây gồm có bê tông tươi mác M250. Ở đây chúng ta chọn kho thành phẩm. Tất nhiên cái danh mục kho này các bạn có thể tổ chức theo ý của các bạn. Các bạn nhìn thấy ở đây là kia ở các bạn tài khoản nợ là 155 và tài khoản có 154. Ở đây chúng ta lưu ý nó là cái sản phẩm mà chúng ta khi chúng ta sản xuất ra nó là sản phẩm đưa nguyên vật liệu vào thì gần như chúng ta không có tính dở dang ở cái sản phẩm này. Nó dở dang là chỉ có những cái doanh nghiệp mà họ làm theo có nhiều cái công đoạn sản xuất khác nhau. Ở đây chúng ta ví dụ nhập vào 300 mét khối, đơn giá chúng ta chưa cần. Này chúng ta sẽ tập hợp cái đơn giá sau. Tức là đơn giá sẽ căn cứ vào giá thành của sản phẩm để nó tự động tính. Ở đây chúng ta 350 mét khối cái bê tông 350. Ở đây chúng ta chọn lưu. Các bạn lưu ý là những cái đối tượng ở chi phí này nó được tự động gán này. Khi các bạn chọn thành phẩm trước này thì nó tự động gán đối tượng tập hợp chi phí. Các bạn chọn lưu. Chứng từ thì các bạn đã nhìn thấy là bây giờ chúng ta đã có. Bây giờ chúng ta quay lại cái bảng giá thành sản phẩm. Chúng ta đã nhìn thấy số lượng nhập kho được hiện lên ở trong cái bảng giá thành sản phẩm này. Các bạn nhìn thấy đấy, đã có số lượng là 350 và giá thành đơn vị tạm tính là như thế. Lúc này chúng ta chưa phân bổ các cái chi phí còn lại. Bây giờ quy trình tiếp theo của chúng ta sẽ là phân bổ các cái chi phí có đâu hơn 4 triệu bằng tiền mà cái dầu diesel chúng ta sẽ phải phân bổ vào cái cột nguyên vật liệu này và có cái 25 triệu tiền nhân công đồng thời cái chi phí chung. Thế thì chúng ta sẽ phải phân bổ hết các cái đơn vị này. Chúng ta vào mục giá thành sản xuất, chúng ta chọn phân bổ chi phí. Ở đây chúng ta kích chuột phải chọn thêm. Các bạn lưu ý là ở đây chúng ta làm theo quyết định cái thông tư 133 nên là tất cả cái chi phí tập hợp về 154. Chúng ta chọn kỳ tính giá thành là tháng 6, chúng ta bắt đầu chọn nguyên vật liệu trực tiếp. Cái này chúng ta phải phân bổ cái giá trị dầu diesel mà chúng ta xuất vào. Có nhiều cái nguyên vật liệu nữa chứ không phải là chỉ mỗi dầu không. Ở đây chúng tôi chỉ lấy ví dụ thế. Thì các bạn nhìn thấy là chương trình tự động lấy ra là đúng với bằng cái tiền dầu của các bạn xuất ra. Ở đây chúng ta cái tiêu chuẩn phân bổ ở đây của chúng ta ngoài các cái tiêu chuẩn mà các bạn làm hệ số theo giá thành này, giá thành theo hệ số này hay là theo định mức thì các bạn ấy chủ yếu là phân bổ theo nguyên vật liệu trực tiếp. Cũng có thể là các bạn phân bổ theo các cái tiêu thức khác, đấy là cái tùy thuộc vào từng đơn vị. Nhưng ở đây chúng tôi hướng dẫn cho các bạn cách thức là các bạn phân bổ theo cái chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, vì ở đây chúng ta cũng chỉ có cái nguyên vật liệu trực tiếp là cái chúng ta làm căn cứ. Đây chúng ta kích và chọn phân bổ chi phí. Các bạn ấy nhìn thấy cái 4 triệu này nó sẽ được phân bổ chi phí cho hai cái sản phẩm này. Chúng ta chọn lưu. Bây giờ chúng ta chọn thêm mới. Chúng ta lại phân bổ tiếp cái chi phí nhân công. Chúng ta kích vào chọn khoản mục chi phí là chi phí nhân công. Chúng ta thấy là nó lấy số liệu ra là 25 triệu. Các bạn kích vào nút phân bổ chi phí, các bạn sẽ nhìn thấy nó phân bổ cụ thể là chúng ta số tiền phân bổ đây. Các bạn nhìn thấy đây. Ở đây chúng ta chọn lưu. Chúng ta lại chọn thêm mới, chúng ta sẽ phải phân bổ cái chi phí chung nữa. Ở đây chúng ta chọn lấy số liệu, các bạn nhìn thấy 1,5 triệu ở phiếu chi chúng ta lập ra là nó sẽ đã lấy ra ở đây. Ở đây chúng ta kích vào nút phân bổ, chúng ta chọn lưu. Thế ở đây chúng ta đã phân bổ xong ba cái chứng từ, ba cái phần chi phí chung mà chúng ta không biết cụ thể là của sản phẩm nào. Bây giờ chúng ta quay lại cái bảng phân tích giá thành sản phẩm để chúng ta nhìn thấy đây, nó đã lên hết chi phí cho các bạn rồi. Bạn nhìn thấy không? 25 triệu nhân công, 213 triệu nguyên vật liệu, nó có cộng thêm 4 triệu nữa. Đấy là đấy được trường này. Các bạn nhìn thấy là ở đây đã có 1,5 triệu nó được chia ra vào cái giá thành đơn vị của các cái sản phẩm ấy là mác 350 là 408.000 một mét khối và cái mác 250 thì nó 324.000 một mét khối. Ở đây bây giờ chúng ta việc của chúng ta là chúng ta phải tính cái giá thành thì chúng ta cập nhật vào cái phiếu nhập kho của các bạn. Chúng ta vào chọn kỳ tính giá thành là tháng 6, các bạn chọn lấy số liệu thì các bạn nhìn thấy là nó đưa ra đây cho các bạn cái số lượng thành phẩm và giá thành đơn vị này. Việc của chúng ta chỉ có mỗi cái là chúng ta kích vào cập nhật giá. Sau khi kích vào cập nhật giá thì các bạn nhìn quay lại nhìn thấy cái phiếu nhập kho của các bạn đã có giá trị vào đấy. Các bạn nhìn thấy là có 240 triệu. Ở đây chúng ta kích đúp vào cái dòng này, chúng ta xem chứng từ, các bạn nhìn thấy là
đơn giá đã được tính ra ở đây. Thế vậy các bạn nhìn thấy là quy trình để sản xuất ra sản phẩm và chúng ta tính giá thành trên phần mềm đối với các cái doanh nghiệp mà kinh doanh sản xuất các cái sản phẩm đơn thuần, một công đoạn sản xuất. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Sau cái video hướng dẫn này thì các bạn đón chờ để xem tiếp cái video hướng dẫn cái tập hợp chi phí cho các đơn vị mà sản xuất sản phẩm nhiều công đoạn. Thì chúng ta có thể nhìn thấy ở trong này, chúng tôi giới thiệu thêm một tí các bạn nhìn thấy. Cũng là cái bảng giá thành này. Nhưng các bạn đã nhìn thấy có một cái cột rất quan trọng đối với các cái doanh nghiệp sản xuất nhiều sản phẩm, đấy là cột công đoạn trước, chính là cái phần của công đoạn trước chuyển sang công đoạn sau. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.